Top 5 skin chắc chắn bạn sẽ thích. Một phe Z kimono đã cao còn độn thêm quả dép nữa. Hai na cà chua thứ nguyên vệ thân. Ba Liliana Way. Cái đuôi nhìn như thạch trái cây luôn. 4 Aerobic Hải Thánh nữ. Ra mắt lâu rồi vẫn thích mà mỗi tội không có tiền. Cuối cùng là Elsu sứ giả tự tử à, sứ giả tận thế. Đúng là chùm cuối. Thế còn bạn thích skin nào hãy comment cho mình biết nhé.